Người chồng bí ẩn trong căn nhà 20 năm tuyệt giao với xã hội, bất ngờ lộ diện khoe giáp và vòng sắt, mổ gà đại khách rầm rộ. Trước đây vất vả từ quê lên thăm, người dân của ông Thái bà Thành vẫn phải đứng ở ngoài vườn, thậm chí bị xua đuổi, tuy nhiên lần này thì khác. Từ một gia đình khá giả bỗng nhiên vào năm 2001, gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở xã Thành Vân Thạch Thành, Thanh Hóa, bất ngờ bán hết đàn trâu bò, mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn chiếc lưỡi cày về treo lên cây và chuông trong vườn trong nhà. Gần 20 năm nay mẹ con bà Thành gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài và chỉ khi nhà hết những nhu yếu phẩm cần thiết thì ông Mai Văn Thái, chồng bà Thành mới xuất đầu lộ diện nhân ăn mặc vô cùng kỳ dị. Giáp mặt với người đàn ông kỳ dị, sau khi đời sống lốt đăng tải loạt bài viết về gia đình bà Thành, cơ quan chức năng tại địa phương đã vào cuộc tìm hiểu những mong tìm cách giải cứu gia đình kỳ bí này. Ngày 22 tháng 7, người thân hai bên nội ngoại gia đình bà Thành cũng từ quê đã lên xã Thành Vân. Như chúng tôi đã thông tin, vợ chồng bà Thành quê đều ở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Anh em nội ngoại hai bên rất đông và hiện vẫn đang sinh sống là mang tại quê nhà. Trước đó, nhiều người đã thắc mắc, Tại sao gia đình bà Thành sống kỳ dị như vậy gần 20 năm trời nhưng người nhà không can thiệp giúp đỡ? Sau khi về xã Nga Thạch gặp gỡ mấy người em trai ông Thái, chúng tôi hiểu hơn về nỗi lòng của họ, bao nhiêu năm nay mỗi lần ông Thái về quê, nhìn hình ảnh người anh cả trong bộ dạng chẳng giống ai, mấy người em cũng đau đến quặn lòng. Từ một công nhân lâm trường giỏi giang, một người anh cả mẫu mực trong gia đình có đến bảy anh em Ông Thái bỗng thay đổi như trở thành người khác. Sau khi bà Thành tuyên bố sẽ làm việc thánh vào năm 2001, ông Thái và các con cũng theo chân vợ mình. Anh em chúng tôi đã nhiều lần lặn lội từ quê lên tầng xã Thành Vân để khuyên hai vợ chồng anh Thái dừng việc làm kỳ quái của mình lại, nhưng không được. Thậm chí hơn chục năm nay chúng tôi còn bị cấm cửa. Hai bên nội ngoại đều cố gắng hết sức, nhưng không thể làm gì hơn. Ông Mai Văn Chinh, em trai ông Thái cho biết trước đây khi ông thái mới bị vợ thu phục mỗi lần ông về quê là cả làng xôn xao hình ảnh người đàn ông gầy gò trên đầu lúc nào cũng đội chiếc mũ được tết bằng dây nilon màu xanh phía ngoài đội thêm chiếc nón được làm bằng vải bạc khiến ai cũng lấy làm tò mò khó hiểu kỳ quái hơn là trên người ông thái còn mang rất nhiều xác ước chừng có khoảng 5 cái xác được ông thái buộc quanh bụng lưng ông bảo ông phải mang để trừ khử tà ma, kể cả thức hay ngủ, chưa bao giờ ông Thái cởi mũ và vòng sắt ra khỏi người. Có một điều rất lạ là dù ăn vận kỳ quái, nhưng tiếp xúc với ông Thái ít ai nhận thấy ở ông có điều gì bất thường. Ông vẫn trò chuyện vui vẻ hỏi thăm mọi người, thế nhưng khi đề cập đến những việc làm kỳ dị hay cuộc sống hiện tại của gia đình, thì ông Thái lại tìm cớ lãng tránh. Hôm chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo huyện Thạch Thành đến thăm và tặng quà, như đã biết trước ông thái đã cầm gậy ra chặn đoàn ở ngay trạm gác đầu tiên không giống như hai người con của mình ông thái đã tiếp đón với thái độ rất vui vẻ ông nhẹ nhàng xin lỗi vì không thể cho mọi người vào khi mà vợ mình chưa cho phép không những thế ông còn cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi nhưng ông cũng từ chối nhận quà vì vợ mình không đồng ý Hỏi vì sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy, ông Thái cho biết mình luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ông luôn phải mặc áo giáp để phòng bị tấn công bất ngờ, tránh bị thương. Vừa nói ông Thái vừa cởi chiếc áo khoác ngoài để tất cả mọi người được nhìn thấy áo giáp, làm bằng dây nhựa và nhiều vòng sắt cuốn kín phần bụng lưng. Ông Thái còn tiết lộ cả khu vườn nhà ông là một trận địa hiểm mật, trong khu vườn ông cho làm rất nhiều nhà để đánh lạc hướng kẻ thù. Tôi thương các con tôi lắm. Lý giải về những sợi thép chạy chần chịch nối từ nhà này tới nhà kia, ông Thái bảo đó là đầu mối để các nhà liên thủ với nhau. Hỏi chuyện, ngày xưa ngày mà bà Thành mới bế quan làm thánh, ông Thái bảo, ấy không phải là sứ mệnh của riêng vợ mình mà là việc chung của cả nhà. Không làm theo lời bà ấy thì tôi và các con thấy trong người bức rứt khó chịu lắm, ông Thái cho biết. Chính vì vậy mà theo lời người đàn ông kỳ bí này, bất kể vợ mình sai bảo điều gì thì các thành viên trong nhà cứ dâm dấp tuân theo, bất kể là ngày hay đêm. Có nhiều đêm khi dân làng đã chìm trong giấc ngủ, nghe lệnh của vợ, mấy bố con ông lại bực dậy duyệt binh rầm rầm ngoài sân. Duyệt bên chán thì mọi người lại bắt tay vào tước những sợi tanh thép từ lốp xe đạp, cuộn thành những bó lớn. Bây giờ bố con tôi phải làm xích sắt xích dài cả chục cái số cơ vừa nói ông thái vừa móc túi ra máy xích sắt khoe với chúng tôi những mắt xích ấy được làm từ sợi thép nhỏ đánh khuyên hình tròn thương bọn trẻ lắm chứ nhiều khi chúng nó phải thức thâu đêm để làm cùng tôi đấy ông thái chia sẻ rất nhiều bí mật được ông thái tiết lộ khiến người nghe không khỏi giật mình bởi trước đó đã có lời đồn rằng trong vườn nhà ông thái có những hầm trong rất có thể điều đó là có thật cũng vì điều đó nên nhiều người không dám manh động khi vào khu vườn bí mật kể từ khi được đăng tải trên báo chí gia đình nhà bà thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến xã thành vân để tìm hiểu về gia đình kỳ lạ này mấy hôm nay vì số người kéo đến quá đông lãnh đạo xã phải cắt cử người đến trông coi để đảm bảo an ninh trật tự không chỉ có người dân, các cấp chính quyền huyện Thạch Thành cũng đã họp bàn ngay sau khi biết được hoàn cảnh sống kỳ dị đến khổ sở của gia đình nhà bà Thành. Tuy nhiên giải pháp nào dành cho gia đình bà Thành vẫn là câu hỏi quá khó. Họ không phải là người vi phạm pháp luật, không thể đến cưỡng chế họ để tiếp cận khuyên giải cũng không được vì bà Thành không cho ai vào nhà, bà Bùi Thị Mười Bí Thư huyện Thạch Thành chia sẻ. Bất ngờ mổ gà đại khách Ngày 22 tháng 7, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành và Ủy ban Nhân dân xã Thành Vân đã bố trí một chuyến xe về tận xã Nga Thạch, Nga Sơn để đón người nhà của ông Thái, bà Thành lên bàn bạc. Ông Mai Văn Bình, Mai Văn Trinh, em ruột của ông Thái và hai người em trai của bà Thành đã lên xã Thành Vân sau cuộc họp tại trụ sở ủy ban nhân dân xã đại diện hai gia đình đã thống nhất nhờ chính quyền địa phương chủ trì trong việc đưa gia đình nhà bà thành ra khỏi tình cảnh hiện tại hầu hết đều nhận định các thành viên trong gia đình nhà bà thành có thể đang mắc bệnh tâm thành hoang tưởng trước mắt người nhà sẽ thuyết phục nếu được sẽ đưa các thành viên trong gia đình kỳ lạ này đi viện thăm khám cuộc họp kết thúc bốn người thân trong gia đình ông thái tìm đến nhà bà thành mang theo sự kỳ vọng rất lớn của nhiều người sự xuất hiện của em ông Thái và bà Thành cũng khiến nhiều người dân trong vùng rất tò mò. Hàng trăm người đã kéo đến xem phản ánh của gia đình nhà bà Thành thế nào đối với người thân ở quê. Bao nhiêu kỳ vọng đã sớm tắt liệm khi hai lính gác là Mai Thị Thanh và Mai Văn Toàn đón tiếp hai chú và hai cậu bằng thái độ hờ hững như những người xa lạ. Ông Bình, ông Chinh là hai em bà Thành cũng chỉ đến được đứng ở ngoài vườn. Thuyết phục thế nào Thanh và Toàn cũng không cho vào trở về trụ sở ủy ban nhân dân xã chiều cùng ngày đại diện gia đình đã ký vào bản cam kết đồng ý cưỡng chế các thành viên trong gia đình bà thành đi viện khám bệnh trước khi lên xe về nga sơn mọi người quay lại nhà bà thành lần nữa với ý định chào ông thái làng quay lại này mọi người đã thu được kết quả bất ngờ từ trong ngôi nhà chính bà thành lên tiếng bà đồng ý cho bốn người thân vào với điều kiện chỉ được ở ngoài sân không được vào nhà có lệnh mẹ Thanh và Toàn cũng thay đổi hẳn thái độ. Cả hai vui vẻ ra đón chú và cậu rồi hỏi han đủ thứ. Sau đó người đàn bà bí ẩn này còn bảo con bắt hai con gà làm thịt để đãi mọi người. Không thể diễn tả được bằng cảm xúc đó, mười mấy năm trời chị thành mới thay đổi quyết định. Cũng ngàn ấy năm tôi mới được đặt chân vào nhà anh Thái. Vui hơn khi thấy hai cháu vẫn rất tình cảm, ông bền vui mừng kể lại tuy bỗng dưng thay đổi thái độ nhưng bà thành vẫn không cho người thân của mình vào hẳn trong ngôi nhà chính nơi bà đang tòa ẩn bữa cơm có thịt gà ấy được bố con ông thái dọn ở ngoài sân trong bữa cơm anh em ông thái bà thành đã cố tình gọi lại chuyện xưa nhưng trong nhà bà thành vẫn không một lần lên tiếng suốt buổi thăm hỏi đó muốn thấy người chị gái chị dâu kỳ lạ mọi người đã tìm cách tiếp cận nhưng không được ngồi trên ngai lại có rèm che nên mọi người không thể nào thấy mặt sợ bà Thành thay đổi thái độ mà nổi cơn lôi đình nên mọi người cũng chẳng dám tới gần. Ông Bình cho biết sáng thứ hai ngày 24 tháng 7, ông và mọi người ở quê tiếp tục quay lại nhà bà Thành trước mắt sẽ xin phép bà Thành đưa ông Thái và hai cháu đi viện khám bệnh với tình cảm mà hai cháu dành cho mình. Ông Bình tin tưởng nếu được mẹ đồng ý, Thanh và Toàn chắc chắn sẽ đi. Tối ngày 21 tháng 7, dù đã rất muộn nhưng ông Bình vẫn điện thoại cho phóng viên để thông báo tin vui. Nhà cô tình em ông Bình bây giờ đang chật kính người. Biết tôi tối nay về nên anh em xóm làng đều tập trung tại nhà cô tình, chờ đợi kết quả. Biết tôi đã vào được nhà, hai cháu đã chấp nhận nên ai cũng vui. Cả chục năm rồi tôi nghĩ thằng Toàn và con Thanh hỏng mất, ai ngờ nó vẫn nhớ hết mọi người, hỏi hang đủ chuyện. Với những diễn biến bất ngờ trên, có thể những bí ẩn về gia đình bà thành sẽ sớm có câu trả lời chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về gia đình kỳ lạ này